Các bạn thân mến, hôm nay là tối 28 Tết. Thái Nguyên Atika sẽ gửi với các bạn không khí phố phường Thái Nguyên buổi tối 28 Tết. Buổi chiều nay ở 28 Tết thì ở thành phố Thái Nguyên đã tạnh mưa. Và tối nay hiện giờ đã rất là khô ráo, đường phố đã tấp nập, người dân đã bắt đầu ra đường mua bán những cái vật dụng cần thiết cho những ngày Tết. Ví dụ như là bánh, mứt, kẹo hay là các bạn trẻ có thể là đi tham gia những cái cửa hàng thời trang để mà mua sắm những bộ quần áo mới mặc cho những ngày Tết. Sáng nay từ lúc sáng đến trưa đến giờ đường của Thái Nguyên mưa rất to, nhưng đến chiều đi trời đã chiều lòng người đã tạnh để cho mọi người dân có thời gian đi mua sắm Tết. Trước mặt là tiệm vàng Quý Tùng vừa xây xong rất hoành tráng nhá, còn được tầm 10 tầng, đây tiệm vàng lớn nhất Thái Nguyên. Có thể nói buổi tối là trong các khung giờ trong ngày thì buổi tối là cái thời gian đẹp nhất, và nhất là trong những ngày Tết thì buổi tối cái lại càng lộng lẫy và trang hoàng hơn. Hiện tại tôi đang đi trên đường Nương Ngọc Quyến đấy, trước mặt các bạn đây tòa nhà tiệm vàng Quý Tùng, tiệm vàng lớn nhất thành phố Thái Nguyên, nổi tiếng cả nước. Khí buổi tối 28 Tết, trời đã tạnh ráo, đường khô ráo, thời tiết hơi se se lạnh, rất thích hợp cho cái không khí ngày Tết. Các quán nước ven đường thì các bạn nam nữ thanh niên đã bắt đầu ngồi các vỉa hè để uống nước, tâm sự, nói chuyện. Đây là ngã tư Sư Phạm đấy nhá. Phố Nương Quyến này có những cái shop thời trang rất là tấp nập mua bán. Các cửa hàng đang trang những cái biển là sale. Có biển biết sale gì được không? Sale chính là giảm giá 40%, 50%, còn thậm chí có những cửa hàng giảm đến 70-80%. Một buổi tối rất là lung linh của đêm 28 Tết. Tức là còn 2 ngày nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Canh Tý 2021. Đấy, không khí mua bán rất là tấp nập. Một cái khu bán hàng tạp hóa lộng lẫy sắc màu của ngày Tết, các vật dụng ngày Tết. Đường Nương Quyến và Thái Nguyên là con đường một trục rất kéo dài, con đường rất kéo, rất là dài, nó có dài khoảng độ 5 km tầm tầm đấy. Điểm đầu là từ ngã ba Bảo Bạch, điểm cuối là gần với ngã ba Bắc Nam. Kia chỗ điểm Bắc Sơn này kéo dài, chuẩn bị sẽ là nối tiếp vào cái cầu vượt kia, sau sẽ đi vào Hồ Núi Cốc. Thật là tuyệt vời hơn khi mà một buổi tối mà trời lại không mưa, thời tiết khô ráo, thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động mua bán, mua sắm Tết. Bằng giờ này tối qua 27 Tết thì trời cũng còn mưa và rét, nhưng hôm nay thời tiết ở Thái Nguyên đã khô ráo hẳn và mọi người đã đi đổ ra đường mua sắm rất đông. Trước mặt các bạn ở đây là vẫn đường Nương Quyến, là siêu thị Vinco Plaza, một siêu thị mới của Thái Nguyên. Nó không mới lắm đâu, nhưng mà nó mới hoạt động được 2 năm kia cho như vậy, nhưng mà so với các siêu thị khác thì Thái Nguyên, siêu thị với siêu thị mới ở Thái Nguyên nên gọi là mới. Siêu thị ở đây tổng hợp các loại dịch vụ trong này,
kế tiếp siêu thị Vincom Plaza thì sẽ là siêu thị điện máy HC, chuyên cung cấp các dịch vụ điện máy, điện tử, đồ điện tử. Cũng tấp nập, rất là tấp nập, mua bán. Kế tiếp HC thì là siêu thị Nguyễn Kim. Nguyễn Kim còn ra đời sau cả Vincom và Plaza, cũng chuyên về mặt hàng điện tử, linh kiện điện tử, điện lạnh, điện thoại di động. Đấy, kế bên là tất cả các cửa hàng thời trang, cửa hàng bánh kẹo. Đèn ngã tư đèn Đồng Quang, gần đèn xanh đèn đỏ này. Đèn xanh đèn đỏ báo lại, tôi dừng lại. Đấy, đèn chỗ này ngã tư đèn xanh đèn đỏ Đồng Quang. Cái khu phố cũng rất động nhộn nhịp, bởi vì ngay sau đèn xanh đèn đỏ này là cái khu chợ Đồng Quang. Chợ buổi tối đã đóng cửa chính, chỉ bên ngoài họ một số hộ dân bán những cái đồ về tạp hóa của gia đình thôi. Chợ họ đóng buổi sáng 6 giờ tối, thì tầm 6 giờ tối chợ đóng cửa. Chợ Đồng Quang là một cái chợ lớn thứ hai của Thái Nguyên sau chợ Thái. Đi tiếp xong xa xa kia là cái đường ga Đồng Quang, đi vào trong kia thì là đường vào đường cấp 3, đường cuối, đường Vũ Hoan, phố karaoke đấy. Đây là cái khu phố vẫn là được trục đường được quyến, nhưng cái khu này gọi là cổng đèo Y. Chỗ này nổi tiếng về bán các loại hoa các bạn nhé, tất cả các loại hoa. Đây bên kia hoa rất nhiều luôn, trung tâm có loại hoa luôn, rất là đẹp. Kế tiếp là đường tròn Đồng Quang, một cái đường tròn lớn thứ hai thành phố Thái Nguyên sau đường tròn đài phun nước của trung tâm thành phố. Tôi bây giờ bắt vào kia bên phía phải đường Hoàng Văn Thụ, có trục đường trung tâm của thành phố Thái Nguyên đi vào trong Đán hay vợ đi vào phường Quang Trung. Đấy, rất nhộn nhịp. Hai bên là các quán trà chanh này, bên này quán này quán bia này, bên kia quán trà chanh. Nam Như Thanh Thị Tú đang ngồi để tâm sự nói chuyện. Cái con đường Hoàng Thụ này, con đường nổi tiếng và đắt giá nhất thành phố Thái Nguyên, vì nó tập trung rất nhiều các cửa hàng thời trang, các cửa hàng điện tử, đấy, cà phê, và cà phê tấp nhập các bạn trẻ. Xin chào này các bạn nhé, con đường Hoàng Văn Thụ là con đường đắt giá nhất của thành phố Thái Nguyên, vì đây là con đường mặt tiền, nơi đóng rất nhiều các trung tâm của trung tâm hay là các công ty nhà nước, các trụ sở công ty nhà nước. Đấy, rất đẹp, được hoàng tụ, được trang hoàng đông đẫy buổi tối. Cái chỗ khu đằng Hoàng Thụ đi về Đán này có 3 cửa điện tử lớn đóng trên này, âm thanh loa đài. Các bạn nào mà muốn có bộ âm thanh loa đài thì mời các bạn đến đường Hoàng Thụ để vào ba cái đường cửa trên, có rất nhiều âm thanh điện tử loa đài để phục vụ các bạn chơi trong những ngày Tết. Đấy, rất là đẹp, chẳng hoàng đồng đấy buổi Tết nhá, rất đẹp. Tối 28 Tết một không khí thời tiết quá là tuyệt vời luôn, bởi vì là trời se se lạnh, thời tiết khô ráo, rất thuận lợi cho người dân thành phố Thái Nguyên tham gia các hoạt động mua sắm vào buổi tối. Cái khu đây một cái cửa hàng bán điện tử, viễn thông, điện tử rất là nhiều này, âm thanh loa đài, Huệ Thắng. Kế tiếp cửa hàng điện tử Huệ Thắng đây, âm thanh điện tử Huy Hoàng, cũng một cửa hàng rất lâu đời của thành phố Thái Nguyên. Còn bên phải tôi đường Hoàng Thụ rất nhiều các nhãn hàng thời trang họ bán ở đây rất nhiều. Rất nhiều các cửa hàng thời trang của hãng thời trang lớn đều đóng ở trên đường Hoàng Thụ. Đấy, cửa hàng điện tử Mạnh Mai,
một quán cà phê phục vụ giới trẻ rất là nhộn nhịp. Bên phải thì chủ yếu là các hàng cửa hàng thời trang. Một góc ngã tư đèn xanh đèn đỏ là nơi trà giá, trà chanh chầm gió, các bạn sẽ ra Thái Nguyên. Các bạn ngồi đây đang tâm sự. Đa phần các bạn ngồi đây đều là các bạn sinh viên, chắc mình đoán là các bạn sinh viên chủ yếu. Đấy, các bạn ngồi đây nam có, nữ có đủ cả. Các bạn ngồi đây chắc là những các bạn sinh viên đi học xa nhà, chắc là lâu ngày chắc hẹn nhau ra đây để nói chuyện hàn huyên tâm sự. Đường tròn hôm qua đấy, tôi đã bắt vào đường ngược khuyến tiếp nhá, vì lúc nãy tôi đi một nửa đường ngược khuyến đấy. Đây là bệnh viện đa khoa trung tâm trung ương Thái Nguyên, bệnh viện lớn nhất của thành phố Thái Nguyên và của các tỉnh miền núi phía Bắc. Khi khu bệnh viện đa khoa, cái đường Lương Khuyến mà có cái bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên đóng, là còn đóng rất nhiều các quầy thuốc họ bán ở đây, các quầy thuốc tư nhân họ bán mở rất nhiều. Tuy nhiên là mở quầy thuốc không phải đơn giản, là phải cấp, phải có cái bằng dược mới được bán các bạn nhé, không phải ai được bán đâu. Nhưng mà đây là cái chỗ này là bán tập trung rất nhiều các quầy hàng thuốc tư nhân họ bán ở đây. Ngoài ra cái đường Lương Khuyến này thì là nơi tập trung cũng bán rất nhiều các nhãn, các hàng thời trang của các shop thời trang ấy đấy, phục vụ cho các mọi lứa tuổi. Gần bệnh viện đa khoa trung tâm có mấy cái bệnh viện kế tiếp, cũng như bệnh viện Ung Bướu này, bệnh viện đa khoa trung tâm Thái Nguyên, rồi bệnh viện quốc tế. Thân mến, tôi đang làm video nói về cái không khí tối 28 Tết trên đường phố của thành phố Thái Nguyên. Đấy, đi về của tỉnh đội Thái Nguyên nhé. Đấy, cái đường ở đấy, ở đây. Năm nay thì có khái là gần Tết thì đã manh nha cái dịch Covid quay trở lại. Có thể không được sôi động như năm ngoái, nhưng mà dù sao thì người dân vẫn đón Tết trong không khí vui vẻ và an toàn. Đây đường Lương Khuyến các bạn nhé, mình đang đi trên đường Lương Khuyến. Con đường có điểm đầu là ngã ba Bảo Bạch và điểm cuối là ngã ba Bắc Nam các bạn nhé. Đường Lương Khuyến thì một con đường kéo dài khoảng độ tầm gần 6 km, và các con đường Khuyến là cái nơi mà đóng rất nhiều các nhãn hàng thời trang, các trung tâm thương mại đóng ở cái con đường này. Ngoài ra một số bệnh viện lớn cũng đóng ở cái con đường này. Năm nay là năm Tết Tân Sửu 2021, năm con trâu. Các cụ đã có câu rồi, con trâu là đầu cơ nghiệp. Hy vọng năm nay là một năm mà hy vọng là công việc của những người, tất cả các những người dân Việt Nam đều thuận sự buồm xuôi gió. Làm gì được đấy. Đối với người Việt Nam thì con trâu là một biểu tượng, hình ảnh rất là thân thuộc. SEA Games năm 2003 thì con trâu nằm biểu tượng chính của SEA Games 2003. Đây là đường Hoàng Thụ. À không phải, đây là đường, đây là con đường Phan Đình Phùng. Tôi bắt được đường Phan Đình Phùng. Một con đường cũng là đường nằm trong con đường khu trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên thì có con đường chính, đó là đường Hoàng Văn Thụ,
đường Nguyễn Ngọc Quyến, đường Phan Đình Phùng, đường Bắc Cạn, đường Minh Cầu, đường Bến Tượng, đường Bến Oánh. Đấy. Cách mạng tháng 8. Đây là những con đường trục chính của thành phố Thái Nguyên. Và đây tôi đang đi trên đường con đường Phan Đình Phùng. Đấy. Cũng trăng hoàng ngày Tết rất là đẹp sau buổi tối. Có những ánh đèn nét được công ty đô thị Thái Nguyên trang trí rất là đẹp, bắt mắt. Ngoài ra đâu đó ở các hộ gia đình họ cũng trang trí bằng những cái đèn riêng biệt của họ ở trước cửa nhà. Tôi đang đi trên con đường. Về tôi sẽ bắt vào cái con đường gọi là đường Minh Cầu. Xa xa kia là đường Hoàng Ngân các bạn nhé. Còn đây là đường Minh Cầu. Đường Minh Cầu là cái một con đường cũng nổi tiếng của thành phố Thái Nguyên. Nổi tiếng là vì là cái con đường này đóng rất nhiều các cửa hàng ăn uống ngon. Đấy, lịch sự. Những ai đến những người dân Thái Nguyên nhắc đến ăn uống thì phải đến Minh Cầu. Đấy. Minh Cầu là những là phố ăn uống, trung tâm của thế giới ăn uống của Thái Nguyên, nơi đóng góp rất là nhiều cái nhà hàng nổi tiếng, phục vụ hàng trăm người, đấy, thậm chí hàng nghìn người. Đường Minh Cầu kéo dài từ điểm đầu là chỗ gần cái chỗ giáp đường Hoàng Ngân và điểm cuối là gần với đường Phủ Hiến, giao đường Phủ Hiến. Đấy, một cửa hàng bán hoa quả ngày Tết rất là nhiều. Trà chanh. Minh Cầu này thì ngày thường thì rất là đông, bởi vì là có các công nhân, các trụ sở làm việc. Họ ăn rất đông. Ngày Tết thì có vẻ hôm nay 28 Tết rồi thì đường có vẻ đỡ đông hơn, bởi vì là đa phần người ta đã về, các gia đình đã nghỉ Tết hết rồi. Nên tôi chỉ quay các bạn biết là cái đường Minh Cầu là như thế, là cái nơi trung tâm đóng rất nhiều các cửa hàng ăn uống của Thái Nguyên. Tôi chuẩn bị bắt vào khu trục chính Hoàng Văn Thụ, đường dẫn vào đường tròn Phun Nước Thái Nguyên, dẫn vào quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đấy, siêu thị Minh Cầu. Ở đường Minh Cầu có hai siêu thị lớn, là siêu thị Minh Cầu này. Đấy, trước mặt là đang rất đông người mua bán, ô tô với xe máy đỗ đầy hết ở ngoài. Đấy. Và trước mặt chúng ta là siêu thị Thành Đô này. Cũng thế đấy, hai cái siêu thị mua bán lớn của người dân Thái Nguyên. Đấy. Tôi lại chuẩn bị bắt vào đường Hoàng Văn Thụ. Đấy. Đây là điểm cuối của đường Hoàng Văn Thụ, chuẩn bị tiếp đến của đường tròn. Đấy. Cái đường Hoàng Thụ này là cái đường đóng rất nhiều các cơ quan nhà nước, ví dụ như là công an thành phố, điện lực Thái Nguyên. Đấy. Hay là đóng rất nhiều các ngân hàng. Hơn chục ngân hàng đóng trên cái đường Hoàng Thụ này. Điện lực Thái Nguyên. Tức là riêng đường Hoàng Thụ này có 3 cơ quan nhà nước đóng sát nhau, là công an thành phố này. Đấy, đây công an thành phố này. Đấy.
trụ sở Viettel Thái Nguyên, Bảo hiểm Thái Nguyên này và Điện lực Thái Nguyên, ba cơ quan đóng sát nhau, khách sạn Kim Thái. Có thể bao nhiêu cái tinh tú thì đẹp nhất của đường phố Thái Nguyên là người ta bắt hết vào cái đường Hoàng Văn Thụ này. Đấy, trước mặt các bạn là đây là đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên, có cái đài phun nước đấy. Xa xa kia đường Cách mạng tháng 8, ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thế là mọi cái giao dịch của các ngân hàng khác đều phải thông qua ngân hàng nhà nước Việt Nam ở đây. Đấy, cái gọi là tổng đấy. Đường rộng nhá, đây gọi là đường rộng các bạn ạ. Tức là đường, tức là cái con đường này nó chủ yếu là người ta đi dạo phố rất là đông, trên người ta sẽ mở rộng con đường cho người dân để đi. Nó rộng hơn các đường khác thì người ta gọi là đường rộng. Đấy. Đường rộng này thì đấy là cái tên cúng cơm của người dân Thái Nguyên. Còn nó có cái tên thật của nó gọi là đường Đội Cấn nhé các bạn nhé. Đây, cái tên của nó đây, đường Đội Cấn. Đấy. Chuẩn bị đi qua khu quảng trường, khu bán đảo nhé. Đấy. Đây, bán đảo buổi tối vẫn rất là tấp nập. Ban tối thì cái khu bán đảo là cái khu tấp nập nhất của người dân thành phố Thái Nguyên trong những ngày Tết. Thì dẫn vào đường Hùng Vương. Sẽ tranh thủ các bạn đi xem, các bạn xem cái khu bán chợ hoa Tết buổi tối nhá. Hôm nào tôi đưa các bạn đi buổi chợ hoa Tết. Ban ngày hôm nay sẽ dẫn các bạn đi xem những cái chợ hoa Tết buổi tối đường Hùng Vương này. Rồi bán rất nhiều cây cảnh nhá, lan ni, đào quất. Đấy. Đẹp chưa? Mai đây. Buổi tối cái khu này gọi là khu đông tấp nập mua bán nhiều nhất của người Thái Nguyên, quất nhá. Đấy. Quất này. Bạt ngàn quất luôn. Bên kia cũng thế. Đấy, một khu nữa là khu bán lan này, đẹp chưa? Đấy. Dao động trong tầm từ 1 triệu lên khoảng 500, 500 có 1 triệu cũng có. Đấy, quất này, tối này. Bên kia thế này. Quất thì cũng dao động tầm từ 300 trở lên. Là đã có một cây quất đẹp rồi đấy. Rất may cho người bán quất ở Thái Nguyên là hôm nay buổi chiều trời đã tạnh mưa, cho nên là đã vớt vát cho được họ tí nào về bán quất. Như cái mưa như sáng nay thì cũng rất là khó cho người bán quất. Nhưng trời đi chiều lòng người, trên buổi chiều hôm nay thời tiết đã tạnh, khô ráo. Và những người bán quất họ có thể là cũng vất vả được nào để bán nốt trong 2 ngày là ngày 29 và 30. Đấy, thế giới quất luôn các bạn. Tôi đang đi vào chỗ này gọi là đường đấy nhá, đường đấy. Quất nhiều chưa? Đấy. Quất cảnh. Quýt cảnh này, đây gọi là cây quýt cảnh. Quất này. Quất thế nhá. Quất chung để, đấy. Đường cái quất rất nhiều. Này gọi là đường Nha Trang các bạn nhé, đường Nha Trang. Đây, tôi bắt tí tôi vào đường Hùng Vương tiếp. Vương. Tôi nói là trong những ngày Tết thì cái đường Hùng Vương, đường Nha Trang là những con đường gọi là phố mua sắm hoa Tết của người dân Thái Nguyên. Quất bạt ngàn quất luôn các bạn. Mong sao là 29-30 Tết
hai ngày cuối cùng của năm Canh Tý thì thôi thì trời sẽ đều người nắng, à khô ráo, mà có thể nắng lên để cho bà con thuận tiện mua bán và cho những người bán quất, bán đào và những hoa khác họ cũng có thể kinh doanh được. Đấy, tiếp tục bắt vào đường Nha Trang, à đường, tiếp rồi Nha Trang, đấy quất tha hồ nhé. Đường Nha Trang là cái đường mà gần với hai cái trường cấp 1 và cấp 2 Trưng Vương. Đấy. Trước mặt các bạn đây, tòa nhà tháp Thái Nguyên, cao nhất Thái Nguyên, sau đây còn thành, dự kiến 35 tầng. Hoa giả, hoa nhựa. À, sứ. Đây, một nơi bán nan. Hoa nan. Đi. Đây, đi nan các kiểu đây, tha hồ nhá. Chợ đào buổi tối tấp nập. Năm nay quảng trường Võ Nguyên Giáp như mọi năm ấy, đây vẫn là kia khu bán đào ở quảng trường Võ Nguyên Giáp. Nhưng mọi năm thì cái khu này tối 30 sẽ là cái khu đây quảng trường Võ Nguyên Giáp này các bạn này, buổi tối đây trang hoàng lộng lẫy, đèn led trang trí, ở giữa là cột cờ, hai bên là bừng biểu tượng về đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân đội nhân Việt Nam và bà con nhân dân các dân tộc Việt Bắc Thái Nguyên để hai bên bức tượng. Mỗi năm thì cái khu quảng trường Võ Nguyên Giáp là cái khu này là cái khu mà người ta bắn pháo hoa để đón giao thừa trong năm mới, nhưng do năm nay các bạn đã biết rồi là đặc thù của dịch Covid-19 cho nên tỉnh Thái Nguyên đã ngừng các hoạt động bắn pháo hoa năm nay. Vẫn biết là Tết năm nay không được bắn pháo hoa thì người dân Thái Nguyên rất là tiếc, nhưng biết làm thế nào được, là dịch bệnh cho nên là vì sự an toàn dân của người trong khỏi người dân Thái Nguyên, cho nên là về cơ bản thì tất cả người dân Việt Nam đều đồng lòng thôi. Đấy. Đấy, tôi đang đi vào đường tròn. Xa xa là chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu. Đây, cái chỗ người ta nằm một cái quả đồi ở gần chỗ cái bảng điện điện nét ở gần với bảo tàng văn hóa các dân tộc miền Bắc nhé. Đây đường Bắc Cạn, xa xa đường Bắc Cạn. Thân mến, tôi đang làm một cái video phóng sự về đêm 28 hoặc là tối 28 Tết ở ngoài đường phố Thái Nguyên, với sự lung linh huyền ảo của sắc màu của các loại đèn trang trí ngoài trời, sự tấp nập của người dân
đi sắm, đi mua bán trong buổi tối. Tôi xin phép dừng video tại đây, và nếu các bạn thấy hay, video hay, thì các bạn like và chia sẻ video. Xin cảm ơn và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác của kênh Thái Nguyên Lai Ca. Kênh sẽ tiếp tục quay những nội dung video về trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán và những ngày vui xuân Tết Nguyên Đán 2021 của người dân tỉnh Thái Nguyên. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.